Lời đầu tiên xin mến chào tất cả các anh chị. Hường rất là vui cũng như là rất hân hạnh hôm nay được hát nhạc của Minh Đức mà được nhạc sĩ Minh Đức nghe nữa. Cái Hường là dự nhiều show rồi cũng nhạc sĩ Minh Đức tổ chức như bà toàn nghe ca sĩ hát không ạ? Thì hôm nay cũng rất là vui nhưng mà cũng rất là áp lực. Không biết các chị mình sao? Người nghe ngoài hiên tiếng ai thở dài, từng ngày lặng câm rơi trên tóc người. Dù đời bình yên, chợt đêm chợt gió nhớ hơi ấm nào, chợt nghe đổ mưa. Đêm chợt gió mùa thu đã về, tìm nụ cười xưa thương mãi tốt thể. Người về ngồi hớp du tình đêm. Dạ xin cảm ơn. Đêm chờ gió nhớ âm nào, tìm nụ cười xưa dáng ai bước vào. Dù tình bàn tay nào nhớ tháng ngày đi qua, vùng về lời nói bao lần xót xa. Mùa nào còn nữa ta ngồi với nhau, đêm chờ gió mùa thu đã về, tìm nụ cười xưa thương mãi tóc thề. Người về ngồi du tình đê mê, chợt đêm chờ gió mùa thu đã về, tìm nụ cười xưa thương mãi tóc thề. Người về ngồi để
Dạ, xin cảm ơn. Xin cảm ơn chị Hương Phạm, đây là